Tần Nguyễn vừa ở trung tâm giám định kim cương PNG Phú Nhuận về trung tâm vàng bạc đá quý thành phố, thì ở đó Tần Nguyễn cũng gặp cái đối tác mà hôm qua nói rằng hôm nay sẽ đến đó để xem viên kim cương. Nếu đúng những gì sự thật mà Tần Nguyễn nói, họ sẽ mua lại 31.000 đô. Đây là nguyên văn, họ đã đến, họ đã xem. Và chúng tôi đã nhờ trung tâm PNG Phú Nhuận giám định. Thì trung tâm PNG xác nhận rằng đây là viên kim cương thiên nhiên. Trung tâm giám định kim cương PNG cũng xác nhận rằng đây là viên kim cương thiên nhiên hơn 8 ly. Và nó có giấy xác nhận của tổ chức HRD. Tức là nó được giám định bởi HRD, là một tổ chức giám định kim cương quốc tế. Họ khắc lên viên kim cương. Số của viên kim cương, tức là cái series mà viết chìm bằng laser, đọc bằng kính siêu lúp đấy, thì trùng khớp với cái giấy giấy số ở bên trong viên kim cương và giấy xác nhận. Và cái người mua này người ta không đồng ý, người ta đòi phải có giấy xác nhận của PNG. Thì PNG họ nói nếu như để PNG xác nhận thì họ phải tháo viên kim cương ra, tức là tháo cái bề ngoài, cái vỏ cái viên kim cương ra, và họ khắc chữ PNG lên. Thì cái đó tức là tiêu chuẩn Việt Nam. Thì giấy đó HRD hiện nay chúng tôi tìm trên lãnh thổ Việt Nam chưa có trung tâm kiểm định HRD, nó chủ yếu là ở Mỹ, châu Âu. Thì tôi xác định với các bạn là người này họ không mua. Lý do họ không mua, họ bảo là không có giấy xác nhận của PNG. Thì PNG muốn có giấy xác nhận của PNG thì PNG họ tháo ra và họ giống như họ khắc chữ SJC lên cục vàng vậy. Còn họ xác định đây là vàng thật, đây là kim cương thật nhưng mà chưa có dấu. Còn nếu muốn PNG thì PNG sẽ phải để lại cái tài sản đó cho PNG và họ khắc cái tên của họ lên trên cái tài sản đó. Thì anh này anh không mua, không mua là lý do là anh ấy nói rằng cái giấy quốc tế và anh ấy không, anh muốn có cái giấy của Việt Nam, thì cái viên này tôi mua ở Mỹ, tôi không mua ở Việt Nam. Cho nên tôi không có giấy giống như là bằng lái xe vậy, tôi không có bằng lái xe Việt Nam. Viên này được lưu hành trên toàn cầu. Cầm cái giấy này đi đến bất kỳ tổ chức nào HRD trên thế giới đều có thể bán được. Và nếu mà khắc tên SJC thì nó không có giá trị quốc tế hay không thì tôi không biết. Cho nên là việc mà mua bán hay không không biết, nhưng khắc tên SJC lên viên kim cương của tôi thì tôi không chịu. Tại vì bạn đồng ý mua thì bạn làm gì thì làm. Và tôi cũng xác nhận là bây giờ hỏi là thật hay giả. Chỉ cần đi lừa 2 triệu thôi là hình sự. Nếu như tôi bán viên kim cương này giả cho ông thì pháp luật Việt Nam tôi có trốn được không? Cho nên là khẳng định giấy tờ là 100%. Còn ông không mua, đó là việc của ông. Thì ông ấy cũng làm hình ảnh, quay phim rất nhiều. Quay phim rất nhiều để đưa lên TikTok rất nhiều. Thì đây là người mua kim cương hay là người đi làm hình ảnh tôi không biết. Nhưng mà họ có chuyển 20 triệu vào cái tài khoản từ thiện của chúng tôi. Thực ra là chúng tôi bắt đặt cọc 5.000 đô cơ. Đây là sai lầm. Lần sau á, ông nào mà muốn mua thực sự á, bú phêm tôi thì nhiều lắm, nhưng toàn bọn đéo có tiền. Với toàn bọn mất dạy nên tôi đéo tiếp. Còn nếu mà thực sự muốn mua viên kim cương này, anh em có nhà ý chân thành lương thiện. Tôi xác định đây là kim cương thiên nhiên 100%, có giấy xác nhận của HRD quốc tế, không có giấy của PNG. Đồng ý tôi bán. Nếu tôi sai tôi chịu trách nhiệm cho pháp luật. Còn không có đừng có câu view nó phép. Đa số là bọn đéo có tiền thôi.